Mình xin chào cả nhà cô chú anh chị em nha. Hôm nay tới mùa điều rồi, mình chia sẻ món canh chua điều chay nha. Hồi xưa thì mình còn ăn mặn á, là canh chua điều này á. Cô chú nào mà còn ăn mặn á, thì mình nấu canh chua điều này với khô cá lăng phồng á, mới ngon nha. Chứ nấu cá tươi thì nó cũng không ngon, mình nấu khô nó mới ngon. Còn bây giờ mình ăn chay thì mình sẽ nấu món chay nha. Một năm chỉ có một mùa điều thôi, mình không ăn thì uổng lắm. Canh chua điều rất là ngon, biết nấu rất là ngon luôn nha. Ở đây là có bốn trái điều với một miếng đậu hũ mình đã sắc ra rồi, nấm đùi gà, nấm đông cô tươi, rồi ở đây là chút giá, cà chua, bạc hà. Mình nấu chừng hai tô canh thôi. Đây là rau niêm, nước mắm, bột niêm, đường. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi lên, mình chia sẻ từ từ nha. Các bạn thấy điều ngon không? Điều này biết nấu thì nó sẽ không chát, không biết nấu thì nó sẽ chát nha các bạn. Khi nấu thì mình cắt cái này nè. Cái khúc này thường thường cái khúc này nó rất là chát, nó không ngon. Nhưng mà cái khúc trên này nó ngọt, ở dưới thì nó bị chát. Nếu mình không biết mình cứ cắt luôn tù mình nấu là cái nước canh chua của mình nó sẽ không có ngon nha. Điều đỏ có hai loại, có loại chát và loại ngọt. Điều vàng cũng vậy, chứ không phải nhất thiết là điều vàng nó mới ngọt đâu. Có cây ngọt, có cây chát, điều đỏ nó cũng y chang vậy á. Thôi giờ mình bắt đầu nấu nha. Bây giờ mình lấy trái điều nè, cắt cái khúc này. Cái khúc này rất chát, mình bỏ nha. Rồi, còn cái này thì các bạn muốn sắc tròn thì sắc, muốn sắc chiều dọc thì sắc, mình sắc chiều dọc này. Mình muốn cắt nhỏ nó thì mình cắt. Rồi mình cho vào tô. Điều vàng cũng vậy, cắt bỏ khúc này đi, khúc đó nó chát lắm. Bây giờ mình đã cắt xong rồi nha. Cái này có người thì gọi là điều lộn hộp, có người gọi là trái điều nha. Bây giờ mình bắt cái nồi lên, mình cho vào miếng dầu, mình cho vào miếng tỏi. Cái này mình nấu bằng lá giang nha. Nấu bằng lá giang. Nấu canh chua điều mình nấu chỉ là có lá giang là ngon nhất thôi. Còn nấu me, nấu tất cả các loại nguyên liệu chua khác không có ngon bằng lá giang. Cho lá giang vào luôn. Mình nấu chừng hai tô canh thôi. Nấu canh chua điều mà điều vừa ra nước là thơm ghê luôn. Bỏ bạc hà vào. Bạc hà này nhà trồng nên mình xài bạc hà non đó bạn, ngon lắm. Giờ mình nêm gia vị vô luôn nè. Cho vào đây một muỗng nửa muỗng canh nha, nửa muỗng canh nước mắm. Bây giờ nồi canh của mình đã chín rồi, sôi lại ngon quá cô chú anh chị em. Có mắm nấm nó ngọt lắm. Bây giờ mình cho rau niêm canh vào nè. Rồi vậy là món của mình đã xong. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu tỏi phi. Rồi như vậy là hấp dẫn rồi. Giờ mình nhắc xuống nha. Bây giờ món canh của mình đã nhắc xuống rồi, cô chú thấy ngon không? Nấu nồi canh đơn vậy, ở nhà có trồng điều á, cái ra cái hái vô. Điều này là rất làm rất là còn nhiều món điều đó các bạn. Để từ từ mình sẽ chia sẻ tiếp nha.
Ngon ghê. Thôi giờ mình xin chào cô chú anh chị em nha. Cô chú anh chị em làm món canh chua này ngon miệng. Mình xin chào, hẹn lại clip sau. Chúc cả gia đình cô chú anh em được dồi dào sức khỏe.